Tập 8 Nhiệm vụ 8 Chiến lược ngụy trang đối phó cảnh sát mật. Vào một ngày đẹp trời, Ania được thầy giáo gọi trả bài. Con bé dõng dạc trả lời đúng tự tin luôn nha cơ mà sai bét. Quê ơi là quê. Handler không thể tin được Ania phải nhận tia sét sớm vậy luôn á. Ta tính toán của tổ chức, không sớm thì muộn trong vòng 4 tháng con bé này bị đuổi chắc luôn. Con khỉ nè, tôi là tôi cá 2 tháng thôi nha. Nhưng mà còn có chuyện cấp bách hơn nè, người cung cấp thông tin bên tòa thị chính vừa bị hốt rồi. Hành động của địch ngày càng chặt chẽ hơn, phải cẩn thận mới được. Ta không thể biết liệu có ánh mắt nào đang quan sát cậu không nữa, cơ quan tình báo của nước này khó xơi lắm đấy. Và đây là nhan sắc của người đưa tin mà Handler đã báo. Muốn ý kiến ý cò gì thì lên phường nhé, thế là ông ta bị xách cái một, chưa bị còng đầu là may rồi. Vì chuyện này mà Milly sợ muốn chết luôn á, Camilla vừa gặp mặt Joe đã kiếm chuyện, làm như quan tâm lắm ấy, bảo Joe cô ấy chưa nói chuyện kết hôn của mình cho em trai. Rồi khi cô ấy bảo quên thì quên thế quái nào tận một năm luôn hay vậy bà già. Mãi lo lắng sắp xếp cho gia đình mà mình quên bén mất, dù cô ấy kiểu bây giờ không biết làm sao, bây giờ không biết làm sao bây giờ. Tại cục an ninh, Hứa thanh niên bị hốt vừa phù mỏ vừa bầm đen con mắt, quá ư là tội nghiệp. Cũng phải thôi, bán thông tin cho kẻ khác được quy vào tội phản quốc mà. Nhìn quả mặt bặm trợn của ông nội cha khảo này đã đủ rén rồi, tầm này mà không hé răng nửa lời chắc tên này không còn răng ăn cháo mất. Cơ mà hên cho hắn ta khi đã tới giờ thay ca, thật không ngờ em trai của Joe là một cảnh sát mật cơ đấy. Cậu ta tên là Yuri Breyer, năm nay tròn 20 nổi bánh trưng. Đừng tưởng cậu ta được khen là hiền như cục bột mà coi thường nha. Cậu ấy nguy hiểm đến nổi cả nhưng Hứa đồng nghiệp này cũng không hề hay biết bộ mặt thật của mình. Để một chút nữa các bạn sẽ thấy tận mắt. Yuri cậu ấy mặc kệ sự cứng đầu của tên này để kể cho hắn nghe về người chị cũng làm ở tòa thị chính. Rồi đùng một cái quang mớ ảnh rõ rành rành ra đấy. Hết đường chối cãi nha con. Thế là tên này đành khai hết thông tin mình biết nhưng có vẻ như không chút thông tin nào có lợi với Yuri cả. Và trên hết là cậu ta đang nhắm tới Forger đó, u là trời, số phận quá ư là nghiệt ngã khi chị hai mình lại đang là vợ của kẻ thù số 1. Thế nên ông nội này lên kèo hỗ trợ Yuri bắt giữ được tên đó sẽ xóa bỏ tội trạng. Nhưng mà trên ngu rồi, càng nói càng lòi đuôi chuột, nếu khai gian tội chồng thêm tội đấy, bớt bát nháo đi. Loại bà nước cầu vinh như mi xứng đáng bị đá đít xuống đáy xã hội nhá. Để tôi nói cho mà nghe, vì bảo vệ đất nước mà chị gái tôi đang sinh sống, tôi có thể bất chấp làm mọi thứ đấy. Quá ư là trùng hợp luôn khi anime Ania coi có cảnh tra tấn dã man con ngan. Bonderman chỉ còn 2 phát đạn nữa thôi. Khi Ania biết được khẩu súng có tổng 8 viên thì con bé liền bảo số đạn còn lại là 2/8. Bất ngờ ghê, nhờ vào anime mà Ania sáng suốt hơn. Chợt Joe tới báo một tin vui và một tin buồn. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin vui nha là em trai em sẽ ghé thăm mình đó. Quả đạn thật cảnh sát mật ghé thăm vui ghê. Còn tin buồn là em sợ lộ chuyện gia đình này mất. Nhưng Forger đã chuẩn bị từ chiều. Trông bố mẹ tình tứ ghê chưa kìa. Ania đợi ông Hứa em trai của má Mizo ở đây từ chiều, buồn ngủ quá trời quá đất mà vẫn chả thấy đâu. Yuri cậu ta vì xử lý tên kia nên mới về chế vậy đó, lâu ngày không gặp chị hay mừng ghê, tự nhiên cơn đau xương sườn nhói lại, cái ôm nồng thắm đó ám ảnh ghê ta. Vì chuyện kết hôn bị giấu tận một năm nên Yuri nghi ngờ Forger là một tên không ra gì nên chị hai mình mới vậy. Không thể ngờ ma xui quỷ khiến sao mà hai con người này lại sắp đụng độ nhau. Yuri thì cậu ta nhất định phải bảo vệ được công việc và hạnh phúc của chị hai. Còn Forger thì nhất định không thể để gia đình dày công xây dựng này bị mất được. Mọi người đều mang trong mình một bộ mặt không muốn để người khác biết. Dù là bạn bè, người yêu hay là gia đình. Dùng nụ cười giả tạo và tạo vẻ hiên ngang để che đậy đáy lòng, che đậy bản tính thật sự. Và đó là cách mà thế giới này đang níu kéo hòa bình tạm bợ đó. Hai ông thần này ngoài mặt tay bắt mặt mừng vậy thôi chứ trong thâm tâm đang chĩa mũi tên vào đối phương đó. Nào là để xem anh ta có xứng đáng làm chồng của chị hai mình không, rồi thì để xem cậu ta có phải mối nguy hại cho gia đình này không nữa chứ. Tiếp đến lại là với Joe, người ngoài nhìn nhau kiểu, hai chị em lâu ngày không gặp trông họ vui chưa kìa, nhưng méo. Joe cô ấy đang đóng vai một người vợ tuyệt vời trước mặt thằng em, còn thằng em thì đóng vai một công chức nghiêm chỉnh. Một căn nhà cực kỳ bất ổn luôn, may mà không có Ania ở đây. Con bé mà đọc được suy nghĩ của Yuri chắc cái nhà này còn cái nịt mất. Cái chuyện Joe không báo kết hôn cho cậu em đã được tính toán trước. Cô ấy chắc như đinh đóng cột rằng mình hiểu thằng em lắm nên yên tâm nhé. Nhưng cái lý do của Joe đúng chất quất luôn, tại vì quên mất tiêu. Dù Yuri có dáng hỏi này hỏi nọ nhưng cô ấy đều bảo là quên bà mất. Nhớ chết liền á, nhớ mà tới lúc nói chuyện lại quên nữa. U là trời, não cá vàng ghê. Yuri cũng hạn hán lời luôn. Đành thuận theo chị hai mà cho qua vụ này. Mặc dù ghét ăn món do Forger làm lắm nha nhưng vì chị hai vui nên Yuri ăn thử. Ai rẻ ngon quá nên cậu ấy ăn như đúng rồi luôn, hay ra rẻ quá à. Để đáp lễ món ăn thì Yuri tặng cho chai rượu nặng đô hồng chuốc say Forger làm cậu ta lộ bản chất. Yuri đúng kiểu một tay thẩm tra khi hỏi về lần đầu gặp mặt,
để coi Forger có thật sự thích chị hay mình không, hay có ý đồ để tiếp cận. Forger biết liền đổi chủ đề. Yuri không ngừng hỏi hàng tá câu hỏi, khác nào thẩm vấn thế này. Và câu chốt hạ là cách xưng hô của hai người. Vì thấy Forger chỉ gọi chị hai mình là Joe không thôi mà Yuri sốc tận óc, cậu ấy thậm chí phải thêm kính ngữ khi gọi chị ấy vậy mà. Thế là cậu ta quay sang hỏi chị hai gọi Forger là gì, chưa kịp để nghe câu trả lời đã tự chốt đáp án rồi nhảy dựng lên, uống cho lắm vào chi không biết. Càng nghĩ Yuri càng tức cái mình, nhờ thế mà chỉ với một vài câu hỏi nhỏ thôi cũng đủ giúp Forger giải đáp được nghi ngờ của mình. Trước đó cậu ấy đã nhờ Frankie điều tra giúp và phát hiện Yuri đã dừng làm việc cho Bộ Ngoại giao từ một năm trước đó. Và có thể sau đó, cậu ta đã được cơ quan tình báo chiêu mộ. Từ những thông tin rời rạc mình có thể đoán cậu ta chính là thiên địch của Wise, là cảnh sát mật. Mà thôi, tuy dễ rủi ro, nhưng miễn là cậu ta không nghi ngờ thân phận mình thì cứ tiếp tục làm người thân cũng không tệ. Nếu thuận lợi, cậu ta có thể trở thành nguồn thông tin khủng để thăm dò kẻ địch. Yuri cậu ấy thành công được như hôm nay tất cả là nhờ có chị hai. Chị ấy lúc nào cũng làm việc đến mức tàn tạ cả người chỉ vì tôi. Cảm xúc mà một người quan trọng nhất cả cuộc đời lại bị một tên vô danh từ đâu cướp, nó khó chịu lắm biết không. Mặc dù rất muốn chị hai mình sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng Yuri đang rất nghi ngờ Forger. Chỉ là diễn kịch để lừa em trai thôi mà Forger lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu ấy bảo mình thậm chí còn yêu Joe nhiều hơn cả Yuri nữa. Chính thái độ kiên định cùng câu dù có gió mát hay thiên thạch có rơi xuống thì anh cũng sẽ đặt cược cả tính mạng để bảo vệ cô ấy tới cùng làm Yuri đứng lặng người luôn. Đúng là nói dối không chớp mắt mà. Trong lúc cả hai lau dọn vô tình chạm tay nhau mà ngượng ngùng khiến Yuri nghi ngờ, kết hôn tận một năm trời đây sao? Rồi đòi chứng minh cho bằng được, kiss nhau đê. Mặc dù ngượng lắm nhưng nếu hôn một cái mà kế hoạch có tiến triển tốt thì hôn chục cái cũng không thành vấn đề. Thế là không chần chừ, Forger làm liền ngay tại chỗ. À mà không có cảnh môi chạm môi đâu nhé các bạn, a hi hi. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến góp ý về video này hãy comment xuống dưới ở phần bình luận cho chúng mình biết nha. Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.